Không, tôi ở bên kia gặp cái loại già đó mà hỏi. Hả? Không, tôi quay kiến xuống tôi hỏi. Hỏi tôi chửi nó rụ mẹ mày. Ở đây mày biết hay sao mày? Biết mày không nói. Tôi chửi nó chứ. Hà Nội mà. Nó tưởng mình là trẻ, tôi nó nhìn tôi chung chung rồi. Hà Nội mà chú kia. Chửi thế là nó chỉ sai đường của chú đấy. Không, tôi hỏi mấy chuyện á. Giờ là xe ôm khốn nạn lắm. Trong này ông thấy chỗ mà nó treo bảng thế ở đầy gái là mấy chuyện vậy đó, chứ con đường thì mình đâu cần chỉ đó. Nhiều xe ôm khốn nạn. Tôi chửi nó tiếng là chắc chắn. Có thằng đó, nó mình đậu xuống, nó đi dạo ngoài phố, phố không phải là phố, kêu đường mà đường khu dân cư. Mình đứng lên đó, mình nó đứng đường đi dạo hay là thả chó, mình đứng sát sát đây mình nói, quay kiến xuống là nó biết mình nói đường rồi. Là nó xây cái đít, nó chấp tay xây đít cho mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng chửi cha nó, tôi đi. Đi tao từ Mỹ á, thì cái tùy cái lúc mà nó sợ mình cướp bóc hay là hiếp dâm hay là bắt nó vô xe rồi này kia. Đây đến tam giác ngô này chú này, hoa ngô đây này. Thì khi mình đi gần nó là nó đi xe tuốt trong trong đường trong xa để mình đừng có hỏi cái gì thì cũng có. Mà nó thấy thằng Việt Nam đứng hỏi đường đó là nó chắp tay đi nó đi. Con thằng nó cười đi cũng kiểu vậy. Mình gây cười xuống nó đi. Còn đi ra sau lia sau lít này mình đi chậm nó bấm còi đi. Quẹo đèn vàng á. Bấm còi. Mà tôi ra khỏi đèn vàng đi chờ nè. Hoa đây. Để bảng về là nó vô nó thâu tiền ấy. Khả năng nó sẽ vào đấy trong đấy có đấy. Nó thâu tiền. Thâu tiền đấy. Đây cũng có cái đồng giống bông bông giống trên cái tổ ông già. Tôi ra ngoài tôi ép nó băng qua đường vàng luôn. Ảnh xanh máu mặt. Cái ảnh đi theo tôi cách xa bằng trong năm chục thước. Nó sẽ làm men men ở trong đồi này. Vào trong ấy đấy. Nó làm biển vậy, nó có đường dẫn vào. Cái tôi vừa ép ảnh băng ra là sau đó chừng 5 phút rồi là tôi về tới chỗ nhà tôi. Vừa về là con cảnh sát đón trước nhà rồi. Bắt thằng kia rồi. Đậu nó bắt tôi chứ. À bắt mình. Bắt tôi là ép cho thằng kia văng ra đường rồi. Phải không chú? Phải không? Hả? Có phải không? Đâu có bằng cứng gì đâu, thằng đó hồi đó đâu có camera đâu. Cách đây chừng 5, 4 năm. Nó có camera thì chết ngắt. Tại tôi đó là làm nó là cái động tác cái giết người mà. Anh ép nó ra mà để kia nó có xe xuống rồi anh nát bét thân. Nên để anh xanh mặt thấy anh hoảng. Nhưng mà anh đi theo tôi từ từ cho anh suy nghĩ sao anh bóc phone anh kêu. Kêu cảnh sát, kêu cảnh sát nó dò số nó biết nhà. Kì. Đón nhà. Tôi vừa nghĩa là tôi dựng cái xe chỗ đó thằng cảnh sát nó không đâu. Tới nó rờ cái bô mình nóng. Nó hỏi mình biết sao. Ông này vừa đi về rồi. Nó hỏi mình thử cái nói la